Phát xin chào cả nhà đang xem kênh YouTube của Phát nha. Video này là Phát quay trước khi bước vào mùa thu nha các bạn. Thì Phát với Lena với team đi dạo qua đó thì Phát muốn chia sẻ cho các bạn nghe thông tin thuế chính xác mà chồng Phát đóng hàng tháng nha các bạn. Thì mỗi tháng chồng Phát đóng tiền thuế chính xác là 31.8% cho 32% đi các bạn. Ở bên Đức á, thu nhập càng cao thì bạn sẽ đóng thuế càng cao nha các bạn. Và mức thuế ở Đức nó sẽ có 5 đến 6 loại khác nhau mức thuế đó các bạn. Có nghĩa là có 5 đến 6 loại mức thuế đóng lận các bạn. Rồi là mỗi năm là công dân sẽ đánh giá giống như là có cái phiếu để mình kê khai lại là tất cả các khoản thuế mà mình đã chi, mình đã đóng ở trong một năm á, rồi mình sẽ nộp lên sở thuế là họ sẽ kiểm tra lại tất cả các giấy tờ. Nếu mà tiền thuế của mình đóng mà vượt quá đó thì hàng năm á, họ sẽ hoàn tiền thuế lại cho công dân của mình đó các bạn. Thì Phát thấy chồng Phát năm nào cũng làm và năm nào ảnh cũng được là tiền hoàn thuế từ sở thuế đó các bạn. Và Phát nói cho các bạn dễ hiểu nữa là ở Đức á, nếu mà gia đình đông con á thì tiền hoàn thuế cuối năm á, sẽ cao hơn gia đình ít con nha các bạn. Giống như là nếu mà gia đình đông con á, càng nhiều con á, thì là tiền thuế sẽ đóng ít hơn gia đình ít con. Giống như là tiền thuế của gia đình hai con á, thì cuối năm á, sẽ được hoàn thuế nhiều hơn tiền thuế của gia đình một con. Và tiền thuế của gia đình ba con á, thì sẽ được hoàn tiền thuế cuối năm nhiều hơn tiền thuế gia đình hai con. Đó, nói chung là như vậy. Cho nên là ở Đức ấy, thì càng nhiều con á, thì cuối năm á, tiền hoàn thuế của mình á, sẽ thu về nhiều hơn là gia đình ít con đó các bạn. Bây giờ thì Phát sẽ chia sẻ cho các bạn nghe sau khi sinh á, Phát sẽ nhận được trợ cấp như thế nào nha các bạn. Thì sau sinh Lena, trong vòng 1 năm á, Phát nhận được là 300 euro mỗi tháng. Thì trong vòng 1 năm luôn đó các bạn. Thì tiền này á, gọi là tiền Ethengel đó các bạn. Giống như là tiền họ gọi là tiền ba mẹ ở nhà giữ con hay sao. Thì là Ethan là nghĩa là ba mẹ đó các bạn. Thì 300 euro đó tương đương là hơn 7 triệu Việt Nam đồng nha các bạn. Thì trong vòng 1 năm thì Phát sẽ nhận được là 300 euro. Và khi Phát sinh tim cũng vậy luôn nha các bạn. Thì khi Phát sinh tim thì trong vòng 1 năm Phát cũng nhận được là 300 euro mỗi tháng. Thì do tổng hai đứa thì là Phát nhận đều 2 năm. Thì mỗi tháng lại được 300 euro. Thì tương đương là hơn 7 triệu Việt Nam đồng nha các bạn. Và tiền trợ cấp cho các bé hàng tháng á, hai đứa nhà Phát á, mỗi tháng nhận được là 408 euro. Thì cho là 204 euro cho một đứa nha các bạn. Thì số tiền này tính theo tiền Việt Nam đồng là hơn 5 triệu Việt Nam đồng nha các bạn. Thì số tiền này các bé sẽ nhận được cho tới khi hết học. Nói chung là tiền này là sẽ nhận được cho tới khi các bé hết học á, thì các bé sẽ không nhận tiền này nữa. Thì hôm nay á, Phát muốn chia sẻ thông tin thuế ở bên Đức mà chồng Phát đóng hàng tháng á, như vậy đó các bạn. Để các bạn nghe là các bạn biết thêm về mức thuế đóng ở Đức á, thì cái này là trường hợp này là xảy ra trực tiếp ở gia đình Phát. Phát cảm ơn các bạn đã xem video của Phát. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Phát chào các bạn.